Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây Quang Viên và Phật tử Minh Từ sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học bát quan trai giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, Đức Phật dạy rằng người phát tâm tu hành xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Vào mùng 8 tháng 6 âm lịch vừa qua, các Phật tử tinh tấn một lòng muốn sống trong chánh pháp của Đức Như Lai đã vân tập tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử cùng thành kính quỳ xuống tác bạch cầu xin giới pháp. Thượng tọa giới sư Thích Huyền Châu hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ tam quy tam kiết và 8 giới tướng. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng thiền tập lễ lạy hồng danh, tụng kinh và niệm Phật. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ, cho đến sáng hôm sau giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu giới bát quan trai, các giới tử luôn được nghe giảng kinh để tăng trưởng trí huệ. Trong lần tu vừa rồi, Thượng tọa giới sư đã giảng về đề tài tín tâm chân chánh, phước lành sinh thiên. Đây là bài kinh số 499 có tựa đề Tịnh khẩu trong kinh Tạp A Hàm. Giới sư giảng, tín tâm ở đây có nghĩa là niềm tin được soi sáng một cách chân chánh, soi sáng bởi chánh pháp, nhờ thế mà sinh ra phước lành vô lượng. Tựa đề Tịnh khẩu của bài kinh là có ý chỉ cho tên của một giáo phái tại Ấn Độ thời bấy giờ, cũng là pháp môn tu của giáo phái này. Theo kinh văn, một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca Lang Đà, nơi thành Vương Xá, bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang ở đó. Sáng sớm, tôn giả đắp y mang bát vào thành Vương Xá khất thực. Khất thực xong, tôn giả ngồi dưới bóng cây thọ trai. Trong lúc ấy, có một nữ tu xuất gia theo giáo phái Tịnh khẩu tiến đến hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Sa môn đang ăn phải không? Tôn giả trả lời: Vâng, đang ăn. Đoạn kinh văn tuy ngắn nhưng cho thấy được lối sống đơn giản mà tràn đầy an lạc của một người xuất gia trong giáo pháp Như Lai. Khi được hỏi, cũng theo đúng như sự thật mà trả lời, không có gì che giấu, thể hiện tâm thái tự tại của Ngài. Người xuất gia trong đạo Phật đi xin ăn để truyền trao thông điệp cho lối sống từ bi hỷ xả, giúp kiểm soát bản ngã, từ bỏ tính tham lam sân si, tiến tu đạo nghiệp, khất thực vừa đủ để nuôi sống thân mạng, và cũng là một cách để gieo duyên với chúng sinh. Vị nữ tu của giáo phái ngoại đạo tiếp tục hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Sao Sa môn cúi mặt xuống mà ăn chăng? Giới sư giảng, cúi mặt nói theo nguyên văn tiếng Hán là hạ khẩu thực, tức chỉ cho sự kiếm ăn bằng tự canh tác. Vị nữ tu ngoại đạo muốn ám chỉ rằng Sa môn đạo Phật có tự lao động tay chân, cúi mặt xuống ruộng nương cày bừa để kiếm miếng ăn hay chăng? Đây cũng là lối chơi chữ, giống như câu chuyện về một người cư sĩ trong lúc chuẩn bị điểm tâm, tức bữa ăn sáng cho vị pháp sư, đã hỏi: Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thầy muốn điểm tâm nào? Đôi khi ngôn ngữ có thể dồn người khác vào thế khó trả lời, vì dễ bị nói sai, hiểu sai. Đối với một bậc đại trí như tôn giả Xá Lợi Phất, không có gì làm khó được Ngài. Trước câu hỏi ấy, tôn giả trả lời ngắn gọn: Thưa tỷ muội, không. Với câu trả lời này, tôn giả xác định Ngài không nuôi sống thân mạng bằng tự canh tác ruộng nương, không chống trái với giáo pháp Như Lai. Kết tôn giả Xá Lợi Phất gọi người nữ tu ngoại đạo là tỷ muội, tức chị em, là một lối xưng hô thật phù hợp và lễ độ. Bởi vì đâu biết được vị nữ tu lớn hơn hay nhỏ hơn. Nhân đó, Thượng tọa giới sư lưu ý các Phật tử trong cộng đồng Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng, lối xưng hô cũng hết sức quan trọng trong giao tiếp. Không gì phản cảm hơn là một người già cả, lớn tuổi
lại gọi người nhỏ tuổi hơn mình là anh chị, là cô bác, rồi còn tự xưng mình là em, là con. Lối xưng hô không thích hợp này chỉ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, chán ghét, xa lánh và cười chê. Thế là chỉ vì cách xưng hô không phù hợp mà tự người ấy đánh mất đi sự tôn trọng vốn có dành cho người lớn tuổi. Phật tử Việt Nam cần xem lại cách xưng hô sao cho phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh. Đó cũng là cách khiến cho người khác thêm kính nể, yêu mến và gần gũi mình. Theo kinh văn, người nữ tu ngoại đạo lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng: ngửa mặt lên mà ăn chăng? Ngửa mặt lên nói theo Hán ngữ là ngưỡng khẩu thực, tức chỉ cho sự kiếm ăn bằng cách xem thiên văn. Tôn giả đáp: thưa tỷ muội, không, bởi ngài là vị sa môn đạo Phật, không kiếm ăn bằng tà mạng như vậy. Người nữ tu ngoại đạo tiếp tục hỏi: xoay mặt bốn phương mà ăn chăng? Hán ngữ viết phương khẩu thực, ý ám chỉ tu sĩ kiếm ăn bằng cách làm mai mối, thông sứ, liên lạc viên cho cư sĩ. Sa môn của Phật không kiếm ăn theo tà mạng như vậy. Nên tôn giả Xá Lợi Phất đáp: thưa tỷ muội, không. Người nữ tu lại hỏi: xoay mặt bốn góc mà ăn chăng? Hán ngữ viết là tứ duy khẩu, ý ám chỉ kiếm ăn bằng sự bói toán. Tất nhiên sa môn của Phật không dùng tà mạng mà kiếm ăn, nên tôn giả trả lời: thưa tỷ muội, không. Người nữ tu ngoài đạo thắc mắc: vì sao tôn giả nói là đang ăn, nhưng khi lần lượt hỏi ăn bằng cách nào cũng đáp là không? Bà không hiểu trả lời như thế có ý nghĩa gì. Tôn giả Xá Lợi Phất từ tốn giải thích từng câu như sau: này tỷ muội, những sa môn, bà la môn dùng kiến thức về sự vật, về hoành pháp để kiếm ăn một cách tà mạng, đó là cúi mặt mà ăn. Cũng thế, sa môn hay bà la môn nào ngước mặt xem hiện tượng trăng sao để kiếm ăn một cách tà mạng là người ngửa mặt mà ăn, hoặc làm sứ giả cho người khác mà kiếm ăn tà mạng là xoay mặt bốn phương mà ăn, hoặc làm thầy thuốc trị bệnh kiếm ăn tà mạng là xoay mặt bốn góc mà ăn. Riêng tôn giả theo đúng chánh pháp kiếm ăn để tự nuôi sống, không phải theo bốn cách ăn tà mạng ấy. Giới sư phân tích: dùng kiến thức về sự vật mà kiếm ăn nghĩa là người có hiểu biết về thổ trạch. Đây là loại phong thủy học. Người xuất gia mà dùng việc xem phong thủy, bói toán, xem tướng tay chân để kiếm tiền hoặc trấn yểm thổ trạch để kiếm tiền đều là sống bằng tà mạng. Chữ hoành pháp trong bài kinh là chỉ cho người dùng một loại chú thuật để sai khiến thú vật. Người xuất gia dùng chú này mà tạo ra lợi dưỡng là cách sống tà mạng. Cũng thế, sa môn trị bệnh cho người với ý muốn có lợi dưỡng cũng là lối sống tà mạng. Tóm lại, những việc làm nào mà chỉ vì danh, vì lợi thì người xuất gia không làm, bởi vì chánh pháp không được tôn trọng. Kẻ dụng tâm vì lợi dưỡng thì không chân chánh, không thể nào thành tựu giải thoát. Hơn thế nữa, chúng sanh luôn bị phước nghiệp chi phối. Nghiệp lực có thể khiến cho một người, một nhóm người hoặc có khi cả một vùng trở nên bình an hoặc khốn khổ. Chẳng hạn, một người khi phước đã suy thì dù có làm theo lời chỉ dẫn đúng cũng vẫn không thành công. Ngược lại, một người còn đủ phước báo, dù có nghe theo hướng dẫn sai lạc vẫn có thể thành đạt. Chánh pháp Phật dạy, hãy tận lực làm phước như bố thí, cúng dường thì chắc chắn luôn được bình an, sinh về những cõi tốt lành. Những người có trí sẽ thấy rõ được mối tương quan của nhân và quả để kinh sợ, không sống tà mạng mà gây hệ lụy đau khổ cho mình và cho người. Vị sa môn khi giúp người bằng cách trị bệnh, xem vận hạn tương lai, v.v. chỉ với tâm hướng dẫn người ấy bước vào chánh đạo, quy y Tam Bảo, thì đó là người sống bằng chánh mạng. Theo trong kinh văn, người tu nữ của phái ngoại đạo sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói xong, thì bà hết sức hoan hỷ, đã đi đến ngã tư thành Vương Xá, khen ngợi rằng sa môn Thích Tử tự nuôi sống rất chân chính. Nếu người nào muốn cúng dường, muốn tạo phước thì hãy đến sa môn Thích Tử mà cúng dường, mà tạo phước. Lời tán thán của bà đã khiến cho các sa môn ngoại đạo khởi tâm tật đố nên sát hại bà. Tuy nhiên, Phật cho biết nhờ có tín tâm chân chánh, tức là sanh lòng tin đối với tôn giả Xá Lợi Phất
mà vị nữ tu ấy đã được sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Giới sư khuyên các giới tử hãy luôn khởi tín tâm chân chánh vào giáo pháp Đức Phật, không nên vì thiếu hiểu biết mà đồng hóa giáo lý Phật với giáo lý ngoại đạo. Người tu theo đạo Phật luôn tự soi chiếu mình, tự điều chỉnh hành vi và suy nghĩ của bản thân mình, luôn tạo niềm tin chân chánh cho những người xung quanh. Làm được như thế, phước báo nhận được dù chưa thành thánh quả cũng có cơ hội sanh về cõi trời Đâu Xuất, được đi trong thánh giáo Như Lai. Kính thưa quý vị, một người muốn ra khỏi căn nhà lửa tam thế trầm luân thì nhất định phải xuất gia. Thế nhưng người tại gia luôn bị ràng buộc bởi duyên trần, chưa thể xuất gia suốt đời được, nên Phật chế giới Bát Quan Trai để giúp người Phật tử tại gia có thể xuất gia trong một ngày một đêm mà hình tướng vẫn không thay đổi, không làm chướng ngại cho các sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là lòng đại bi của Đức Phật, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con đỏ, luôn mong muốn chúng ta ra khỏi cảnh khổ, tìm nơi an vui. Những ngày tu tập Bát Quan Trai giới giúp hành giả gặt hái được rất nhiều lợi ích. Vì thế, kính mong quý vị cùng tham gia tu học Bát Quan Trai giới vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 14 tháng 6 âm lịch. Quý vị không cần ghi danh trước, chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về các ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Luôn có chư tăng sẵn sàng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.